sự tích dê đen và dê trắng. Ngày xưa ngày xưa, dê đen và dê trắng cùng sống trong một khu rừng. Hàng ngày, cả hai thường đến uống nước và tìm thức ăn ở trong khu rừng quen thuộc. Một hôm, dê trắng đi tìm thức ăn và uống nước suối như mọi khi. Dê đang mải mê gặm cỏ, bất chợt một con sói ở đâu nhảy xổ ra. Sói quát hỏi: "Dê kia, mày đi đâu?" Dê trắng sợ rúng cả người, lắp bắp: Dạ, tôi đi tìm cỏ non và uống nước ạ." Sói lại quát hỏi: "Mày có gì ở chân?" "Dạ, chân tôi có móng ạ." "Thế trên đầu mày có gì?" "Dạ, trên đầu tôi có đôi sừng mày nhú." Sói ta trừng mắt hỏi: "Còn trái tim mày thế nào?" "Ôi, trái tim tôi đang run sợ." Sói cười vang rồi ăn thịt chú dê trắng tội nghiệp. Hôm sau, dê đen cũng đi tới khu rừng để ăn cỏ và uống nước suối. Đang tha thẩn gặm cỏ, chợt sói xuất hiện, nó quát: "Con dê kia, mày đi đâu?" Dê đen nhìn con sói từ đầu tới chân rồi nghển cổ trả lời: "Tao đi tìm kẻ nào thích gây sự đây." Sói bị bất ngờ, nó hỏi tiếp: "Thế dưới chân mày có gì?" "Chân thép của tao có móng bằng đồng." Thế trên đầu mày có gì?" "Trên đầu của tao có đôi sừng bằng kim cương." Sói sợ lắm rồi, nhưng vẫn cố vớt vát. Mày, trái tim mày thế nào?" Dê đen dõng dạc trả lời: "Trái tim thép của tao bảo với tao rằng, hãy cắm đôi sừng kim cương vào đầu mày. Này sói, hãy lại đây." Ôi trời, sợ quá, con sói ba chân bốn cẳng chạy biến vào rừng. Từ đó, không ai trông thấy nó lởn vởn ở khu rừng đó nữa. Các bé ơi, câu chuyện thật hay và ý nghĩa phải không nào? Câu chuyện cổ vũ chúng ta phải dũng cảm và sẵn sàng đối mặt với khó khăn và vượt qua thử thách. Chị mong các bé sẽ nhớ bài học của bạn dê đen và dê trắng nhé. Tạm biệt và chúc các bé ngủ ngon. Cây tre chăm đốt. Ngày giữa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một anh trai cày hiền lành, khỏe mạnh, đi làm thuê cho một lão nhà giàu. Anh rất chăm chỉ, lại giỏi việc đồng áng, nên lão nhà giàu muốn anh làm ra thật nhiều củ cải cho lão.